Ôi gì bổ là mình đây cái máy Canofi. Canofi này nhớ cái hình biểu tượng của cái giọt nước ở phía trước, có rất nhiều kiểu Canofi. Cái này nó hơi bị tối ha, mình sẽ chỉnh cái này lên sáng. Cái tủ của mình đóng lại con. Đó, cái tủ của mình thì nó có một cái chân là mình mua thêm nha, tùy bằng inox. Ở đây như là thợ tới lắp thì 250, ở không cái này 320, 250 thì bằng nhựa, cái này bằng thủy tinh. Này là cái cửa sáng bóng rồi, mở ra đi. Trong này có loại máy này có 10 lõi, có 10 lõi thì cái loại lõi này nó lọc khoảng cỡ một năm mới thay một lần. Trong này thì có một cái cục mà nó lọc có cái chất gì hydrogen là làm đẹp da, rồi cái gì là có lọc ozone gì đó nữa, lọc bỏ độc tố gì. Đây có 10 cái, nếu như mà hết thời gian của cục lọc thì mình cứ gọi số miễn phí này, người ta sẽ tới kiểm tra và thay cho mình. Ở trên cánh cửa tủ thì nó có hướng dẫn sử dụng, nó ghi hướng dẫn sử dụng vậy thôi nhưng mà rất là đơn giản. Rồi rồi ở đây thì mình có 3 giò nước, 2 giò nước và 3 nguồn. Một giò nước là nóng, một giò nước là nóng, nóng này thì làm mà nóng bằng chip nên là độ nóng tối đa của nó khoảng cỡ hơn 80 độ, mình dùng được cho pha trà, chế cà phê và chế mì gói thì ok ạ. Đó, quay sát cái cục nó bằng bằng cái gì đó inox sáng bóng sáng tròn. Bên này là nước lọc bình thường và bên này là nước lạnh, giống như là nước đá pha lạnh vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho coi nha, mình sẽ mở nước lạnh trước. Rồi ok, bên này là nước nước lọc bình thường, còn này nước nóng. Nước nóng thì mình có dặn ra thôi, dặn ra bình thường uống rất là ngon. Lúc đầu mình mới lắp vô thì thợ nó sẽ lắp cho mình, là vì mình lắp sát cái nhà vệ tường, nhà vệ sinh thì thợ tới thợ sẽ khoan ba cái lỗ nhỏ, nó không mất thẩm mỹ của mình đâu, thợ nó làm hết. Sau đó nó sẽ luồn một cái đường dây vào trong phía ở trong nhà vệ sinh của mình, phía trong này nó để ba cái đường dây đó trong nhà vệ sinh của mình. Xong rồi bắt đầu thì nó sẽ qua đây, thì để mà mình có thể uống được nước liền thì mình phải xả, phải để nước đó từ trong nguồn nó chảy qua những cái cục lọc của mình khoảng cỡ 30 cho đến 20 cho đến 30 lít. Tức có nghĩa là mình phải mở ra hết mấy cái giò này cho nó lọc qua, nó chảy qua hết mấy cục lọc. Thì khi mà nước mà thấy mình mở mà nó chảy mạnh giống như lúc nãy, nó chảy mạnh, cái giọt nó chảy mạnh giống như lúc nãy thì mình sẽ ngưng. Rồi mình kiểm tra xem cái nước của mình nó trong chưa. Nếu nó trong rồi là được, nếu nó không có mùi gì là uống được rồi. Thì tầm khoảng cỡ 20 cho đến 30 lít là mình bắt đầu mình tiến hành mình uống được và rất là tiện. Ở nhà thì mấy đứa nhỏ rất là thích. Đây là cái đó, cái quy chuẩn nước ép uống trực tiếp đúng chuẩn của viện sinh học à, của Bộ Y tế đã chuẩn rồi đây. Và nên mua, hiện tại mua máy ở điện máy chợ lớn thì nó đang có một cái giảm giá là cái phiếu quà tặng 8 triệu cho bao gồm tất cả mọi thứ. Thì ở đây có cái bộ phiếu quà tặng 8 triệu ở điện máy chợ lớn, bao gồm là nếu như mà mua máy, mua bếp điện, bếp âm rồi gì đó, những cái thương hiệu này được giảm 3 triệu. Bộ nồi thì được giảm 1 triệu. Nồi cơm điện rồi gì nữa ta, máy ép chậm rồi đó thì được giảm 1 triệu. Bộ phiếu quà tặng. Ồ, cái phiếu mua hàng 3 triệu của mình đây. Đây máy lọc nước này, máy lọc nước này. Đây, cái phiếu máy lọc nước này 3 triệu cho những cái thương hiệu của máy lọc nước này đó, thử nhé, hãy thử nhé, rất là thích, tiện lợi, do nhiều nhà dùng lắm, hình như là nó không được nét lắm mà ta.